kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Chị Nghe Nông với chủ đề là phòng trừ rầy nâu và sâu đục thân gây hại trên lúa. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với tập đoàn An Nông Group thực hiện. Chương trình của chúng tôi đang được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, đồng thời livestream trên Facebook Bích Thủy An Nông, kênh YouTube Long An TV. Tham gia chương trình ngày hôm nay thì Tiến Lữ xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách mời. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Cảm ơn thầy Chiến và chị Bích Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ, để cung cấp cho bà con nhiều thông tin hữu ích liên quan đến rầy nâu và sâu đục thân gây hại trên lúa. Bà con nông dân thân mến, chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn mở tổng đài quen thuộc là 02723 833 833 để bà con có thể alo về giao lưu trực tiếp cùng với hai vị diễn giả. Và chương trình của chúng tôi đã tiếp nhận cuộc gọi của quý vị từ lúc 8 giờ cho đến suốt thời gian chương trình diễn ra. Và trong chương trình ngày hôm nay thì công ty An Nông cũng dành tặng cho bà con hai phần quà. Phần quà đầu tiên sẽ dành tặng cho bà con được bình chọn là câu hỏi hay trong chương trình. Phần quà tiếp theo sẽ dành tặng cho bà con tham gia vào câu hỏi được đặt ra ở cuối chương trình. Và nếu như ai trả lời đúng và gửi về cho chương trình sớm nhất thì sẽ nhận được một chiếc áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông. Và trong chương trình truyền hình trực tiếp kỳ trước ngày 31 tháng 10 năm 2021, câu hỏi đặt ra đó chính là Silic canxi được đề cập trong chương trình thì có trong một sản phẩm của công ty An Nông, đó là sản phẩm nào và bón ở giai đoạn nào của cây lúa là tốt nhất? Và câu trả lời của câu hỏi này đó chính là Silic canxi có trong sản phẩm An Nông rau cứng cây của tập đoàn An Nông, sử dụng ở giai đoạn đẻ nhánh và chuẩn bị làm đồng, tức là vào khi lúa khoảng trừ 20 đến 50 ngày là tốt nhất và sẽ giúp cho cứng cây, tăng khả năng chống chịu hạn mặn và sâu bệnh. Với câu hỏi này thì cũng có rất nhiều bà con đã tham gia trả lời. Trong số đó thì chúng tôi chọn ra một vị khán giả có câu hỏi chính xác nhất và gửi về cho chương trình sớm nhất. Tiến Liễu xin chúc mừng vị khán giả Trần Lâm Giang ở địa chỉ 136 ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, có số điện thoại là 0916 913 572. Xin chúc mừng vị khán giả này, chúng tôi sẽ liên lạc và gửi quà cho vị khán giả này qua đường bưu điện sớm nhất nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần giao lưu cùng với hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin được trao đổi cùng với chị Bích Thủy ạ. Thưa chị Bích Thủy, được biết là tập đoàn An Nông có ký cam kết với Cục Bảo vệ Thực vật về việc sản xuất và hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả. Nhân đây thì chị có thể chia sẻ thêm với chương trình cũng như là quý bà con nông dân về vấn đề này ạ. Thì cảm ơn Thúy Liễu. Và trước khi trả lời câu hỏi này thì Bích Thủy xin gửi lời chào trân trọng đến tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và chúc quý vị khán giả chúng ta có nhiều sức khỏe để vượt qua dịch bệnh một cách bình an nhất. Kính thưa bà con, với mục tiêu là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững, đóng góp giá trị cho xã hội và đem lại lợi ích cho người nông dân cũng như doanh nghiệp, thì công tác hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, phát triển sản xuất ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng là nghĩa vụ và trách nhiệm của người nông dân, người tiêu dùng, đồng thời là của công ty. Tuy nhiên cũng phải theo những quy định cơ chế hiện hành. Để nội dung này được lan tỏa thì ở chương trình được phát triển lớn mạnh cần phải sự quan tâm hợp tác từ phía người nông dân, doanh nghiệp và các quý chi cục, đồng thời với những cái cơ quan chuyên môn ở địa phương. Công ty chúng tôi đã có nhiều mô hình và có nhiều sản phẩm sinh học tốt hơn để phục vụ cho ngành nông nghiệp. Vừa qua thì công ty An Nông vinh dự được ký hợp đồng cam kết phối hợp thực hiện một số cái nội dung như là tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả và đúng quy định, ưu tiên thì sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học và sử dụng giảm bớt cái thuốc hóa học trên đồng ruộng và tập huấn cho bà con nông dân cam kết hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng, an toàn và hiệu quả cho nông dân. Thì cái việc này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom và tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định và mở rộng quy mô sản xuất của công ty là các thuốc bảo vệ thực vật mà dạng sinh học và hữu cơ. Thì thời gian qua thì công ty cũng đã triển khai vấn đề này thông qua các chương trình như là hội thảo với khách hàng, rồi hội thảo với nông dân, nhất là những cái buổi hội thảo nông dân và những cái
phun xịt đầu bờ để hướng dẫn bà con. Nhưng mà hiện nay thì tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này, do đó là cái việc mà thông tin trực tiếp bà con ở các buổi hội họp thì cũng hạn chế. Nhưng mà công ty đã kết hợp rất nhiều với lại các đài như là đài Long An, Tiền Giang, Bình Phước, và gần đây là đã kết hợp thêm với lại đài Bà Rịa Vũng Tàu, cùng song hành với Bích Thủy, tập đoàn Nông thì có anh Hồ Chiến, là luôn luôn thông tin những thông tin khoa học kỹ thuật tốt nhất về cái vấn đề mà thuốc sinh học và thuốc và phân bón hữu cơ, và đồng thời là đưa đến bà con nông dân những tình hình dịch bệnh sớm nhất và hướng dẫn bà con sử dụng đúng. Và hy vọng rằng là cũng sẽ cùng đồng hành với đài truyền hình Long An để mở thêm nhiều cái chương trình nữa để phục vụ cho cái chương trình này. Bà con càng an tâm hơn đúng không ạ? Khi mà sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật phân bón sinh học giảm thiểu được cái tải lượng hóa học thì sẽ an toàn hơn và quan trọng là hiệu quả hơn nữa. À, cái nông sản của mình nó cũng tốt hơn để phục vụ cho cái việc sản xuất dạ. Xuất khẩu. Dạ. Xin được trao đổi cùng với thầy Chiến. Thưa thầy, không biết thì hiện nay cái tiến độ xuống giống lúa đông xuân á, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như là tỉnh Long An nói riêng thì có gặp những cái khó khăn nào không ạ? Khi mà mưa dứt sớm như vậy, và hiện tại thì đối tượng dịch hại nào thì bà con đáng quan tâm nhất, và đặc biệt là cái đối tượng rầy nâu trên cái đồng lúa hiện nay thì như thế nào ạ? Thưa thầy có thể thông tin cùng với bà con. Cảm ơn Thí Liễu. Kính thưa bà con nông dân, năm nay cái lũ hơi nhỏ và chúng ta thấy trong cái tháng vừa qua là có các cái đợt triều cường nhằm ngày rằm với 30 âm lịch, thì ngay cả các cái nơi thí dụ như thành phố này cũng bị ngập đó, đó là triều cường. Chứ lũ năm nay thì đang rút và chúng ta thấy là mưa cũng bắt đầu giảm rồi, và cái tiến độ sản xuất cái vụ đông xuân thì thấy là thuận lợi. Một số nơi thì có thiếu nước, đầu vụ có thiếu nước. Chúng ta thấy là tới giờ phút này thì tổng cộng cái diện tích xuống giống là khoảng 300.000 hecta trên 1 triệu, khoảng 1.6 triệu. Thì cái tình hình dịch hại thì cái rầy nâu thì tôi thấy nó không có nhiều. Và thường thường cái hàng năm thì nó có hai cái đợt di trú của rầy nâu ở trong cái vụ đông xuân, tức là vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, và một cái đợt nữa là vào tháng 1. Do chúng ta là thu hoạch cái thu đông thì cuối tháng 10, đầu tháng 11 có cái đợt di trú, mà năm nay thì không có rõ lắm, tức là di trú không có nhiều. Và cái đông xuân sớm thì nó di trú, cái đợt mà thu hoạch đông xuân sớm đó thì lọt vào đầu tháng 1. Thì tới giờ phút này thì cái diện tích mà các tỉnh báo cáo về Trung tâm Bảo vệ và phía Nam về cái nhiễm rầy thì khoảng hơn 500 hecta thôi, không nhiều. Tuy nhiên cái bệnh đạo ôn nó tới 12.000, bệnh đạo ôn lá 12.000. Ốc bưu vàng thì khoảng 3.000, bệnh cháy bề lá thì khoảng 4.000. Chúng ta thấy những cái đối tượng đó là những cái đối tượng mà cần chú ý trong cái giai đoạn lúa đẻ nhánh của cái đông xuân gieo xạ sớm. Và xin cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn thầy Chiến ạ. Như thầy Chiến vừa chia sẻ thì thầy Chiến cũng nhắc đến một số đối tượng dịch hại mà chúng ta cần phải lưu ý. Và trong đó thì có bọ trĩ. Như vậy thì không biết là bà con cần phải sử dụng cái biện pháp nào để có thể là tiêu diệt bọ trĩ hiệu quả đây thưa chị Bích Thủy? Bên Thí Liễu và Bích Thủy thì thấy rằng là bọ trĩ thì có mặt ở tất cả các cái trà lúa của mình ở giai đoạn mạ. Khi mà lúa đủ nước á, thì mạ phát triển khỏe thì bọ trĩ nó sẽ ít tấn công hơn. Còn những ruộng mà thiếu nước á, ngay đầu vụ thì bọ trĩ sẽ tấn công rất là nặng. Ở những diện tích chưa xuống giống thì Bích Thủy khuyên bà con hãy cố gắng làm đất thật kỹ, và ở giai đoạn đầu chúng ta bón thêm phân hữu cơ. Phân hữu cơ truyền thống cũng được, hoặc là phân hữu cơ mà hiện nay Bích Thủy đang giới thiệu, đó là cái Genki và HKC để cải tạo đất và giữ độ ẩm cho đất thật là tốt, để đất có thể là phát triển, để mà lúa có thể ăn phân sớm và ít bọ trĩ gây hại hơn. Còn những trà lúa đã xuống giống rồi thì nên phun thêm cái là An Nông Rau Fuvic, thì nó có hai thành phần chính, đó là Fuvic Acid và chiết xuất từ than bùn, và nó kích thích cho vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, để giúp cho phân này sẽ giúp cho là phân hủy hữu cơ trong đất hạ được phèn nè, rồi chống được nặng nè, mặn nè, và điều kiện khô hạn thì giúp cho cây lúa có thể hấp thụ được nhiều cái dạng phân dễ tiêu, là do vi sinh vật trong đất nó tiêu hủy ra để mình có thể cây có thể hấp thụ được. Rồi cái humic acid thì là giúp cho rễ phát triển, cũng là giúp cho cái cây mình nó phát triển tốt. Và nếu như bọ trĩ nhiều thì Bích Thủy nghĩ rằng là cái giai đoạn này, trước đây thì Bích Thủy cũng hướng dẫn là khoảng ngày 15-20 thì chúng ta sử dụng cái cứng cây nó cũng rất là tốt. Vì nó cây nó cứng khỏe thì bọ trĩ hút chích nó cũng
không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, mà cái là nó cứng quá thì bọn chị nó cũng chán, nó cũng không có xử lý đến cái cây của mình. Và chúng ta thấy rằng là đối với cái bọ trĩ này cũng rất là dễ trị, nhưng mà trước đây thì bà con mình thường hay dùng cái cúc tổng hợp xử lý, nhưng mà ở giai đoạn này thì chúng ta phải bảo vệ thiên địch. Do đó Bích Thủy thấy rằng là nếu mà theo cái chương trình mà sử dụng thuốc sinh học á, thì Bích Thủy hướng dẫn bà con sử dụng cái gôn guôn 0,3 hoặc là cái mà hợp chất là vinup á, thì nó là nó gồm hai chất, đó là abamectin cộng với lại adiraxactin để mà xử lý. Thì cái loại này á thì xử lý được bọ trĩ mà nó lại bảo vệ được thiên địch ở đầu vụ ạ. Cảm ơn chị Bích Thủy ạ. Có thể nói là như chị vừa chia sẻ thì bọ trĩ cũng là dễ trị, quan trọng chúng ta sử dụng đúng thuốc và xịt đúng thời điểm, đúng không ạ? Vâng, và các nông dân thân mến, tiếp theo chương trình thì chúng ta hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm do các nghệ sĩ nhóm tình ca Bắc Sơn thể hiện quý vị nhé. Sâu rầy ơi sâu rầy phá hoại, đám lúa non xinh tươi tiêu rồi. Hàng tốt giá đẹp chính là hàng An Nông, dùng thuốc An Nông xử lý cơn nguy hại, đó chính là nêu than tiêu diệt đầy nhện sâu. Đăng 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 đăng. Trời ơi anh ù làm gì ca lợi mình. Trời ơi mày hát hay quá ha, tao đang ngủ mày hát ồn ào tao thức luôn á. Hát nghiêu ngao hoài rồi đi ra tưới vàng bí chưa? Dạ. Chiều nay á hái bông bí vô luộc chấm chao cho tôi. Có luôn, bông bí vàng ngoài vàng, công em chồng anh không hay. Trời đất ơi, thôi mày đừng có hát nữa đi, tao buồn ngủ, mày hát còn buồn ngủ hơn nữa đó. Tao hát hay gì không cho hát. Dọn nhà, dọn cửa, rồi đồ ăn sáng đâu. Ủa, mà sao nay cô Hai dậy sớm vậy? Mới 9 giờ à. Bình thường cô Hai 11 giờ mới dậy mà. Mày nói lớn quá, tao nghe tao cười tao mày. Ôi mày hát cái bài gì mà new tham vậy đó, cái bài gì mà trừ sâu rầy nhện gì đó, có thiệt không vậy? Dạ có chứ. Nè cô Hai ăn sáng đi, rồi con nói cho cô Hai nghe, con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô Hai rồi nè. New tham đâu rồi? New tham con nhỏ nào kia nó ăn cắp con rồi, đâu rồi? Trời ơi hát nghiêu ngao mà không biết gì chân. New tham có hai hoạt chất nè. À vậy đây. Hai hoạt chất á, cái gì mà chữ tiếng Anh con không biết đọc. À new tham đây hả, nó là buroferin với lại tebufenbirat. Tebufenbirat. Ừ. Dài nhưng mà nè, đọc được. Hôm qua tôi đi thăm đồng rồi, nhận vé thì không có đâu, nhưng mà có rầy. Ruộng bên kia rầy đầy rồi nha, coi chừng nó xà vô ruộng mình á ha, rồi nó đẻ trứng này nha. Giờ làm công chuyện lẹ lẹ rồi. Rồi u chạy đi kiếm thằng ù cho tôi. Ê anh ù á? Cô Hai mới anh ù qua sáng giờ rồi. Mà tại con thấy cô Hai còn ngủ nên con không dám kêu. Thôi để con kêu anh vô nha. Nha cô qua Hai. Đây chi sớm vậy? Kêu nó kiếm tao sáng coi. Giờ để con kêu. Anh ù ơi. Anh ù à. Kêu vậy không nghe trời. Ù ơi ù. Trời ơi cái con rợm này. Trời ơi, làm gì mà lao ôm sùm vậy? Cầm muỗng mì ăn sáng, mém nữa. Khỏi ăn, cô Hai kêu kìa. Dạ, cô Hai. Hai tụi bay làm gì vậy? Trời nó kêu mém mới, ổn mì con cắn chưa được miếng thứ hai luôn á. Còn anh qua đây làm chi sớm quá vậy? À không Hai, sáng nay á là con ra ruộng mình, con thấy rầy lớn, nó bay nó xà xuống ruộng, cho nên con chạy ù về đây, con báo cô Hai biết liền á. Vậy cũng báo nó đi mua thuốc xịt ông nội ơi. Bà đừng có tài lanh quá đi. Tôi nói rồi, cái chuyện bếp nút nhà cửa thì chị lo, chuyện đồng án thì tôi để cho anh ù ảnh lo. Chị mà cứ tài lai hoài à. Tại con sợ, con sợ cho ruộng mình chứ bộ. Sợ cái gì? Chị thích đi với anh ù ra ruộng lắm đúng không? Đúng không? Tôi đi guốc trong bụng có gì mà. Nè. Dạ. Tôi phát hiện ra rầy rồi đó. Giờ dạ. Tính sao đây? Cô Hai biết sao không? Con thì cũng tính á, là khởi con rầy lớn mà nó xà xuống là nó đẻ liền. Ừ. Đúng không? Mà nó đẻ liền thì mình để cho nó đẻ luôn đi. Đến khoảng độ rầy tuổi 2, tuổi 3 mình xịt một lần nó chết hết luôn. Hỏi nè, giờ rầy xong vậy đó, rồi định xịt cái gì? Định xịt cái gì? Thịt cái gì? Con biết. Gì mà mày cũng tài lai nữa rồi gì? Biết gì nói nghe coi. Con biết nè. Nói này hay nè. Nói đi. Thì mình xịt. Con thấy tivi quảng cáo hoài à.
đâu quảng cáo gì, tối ngày cứ mê tivi nè. Không có, không có, con biết cái này chính xác, con thấy quảng cáo Alpha Gia, đúng rồi. Ừ. Alpha Gia có cái gốc thuốc á là tì tì xa cái gì xa mày xàm thì có đó, người ta là Alpha Gia mà tao coi hình như nó là thiamethoxam đó, hay chưa không? Con hai đọc còn được, nó con nhớ thì xàm á, tao đọc đúng thiamethoxam nè. Còn cái này nữa này nha, dạ. Chịch vô là cái... rầy cám chết hết. Đúng rồi, đúng rồi, cái thuốc đó là rầy cám nha. Đúng nhưng rồi. Mà có một cái loại nữa là an nông áp lao á, nó là gốc là buroferin á, thì dạ. Là nó ung trứng, chống lột xác. Đó, hai mình chọn mấy cái thuốc đó mình xịt đi được không? Còn á, thì thấy vậy, tại vì mấy lần mà con đi học mà hội thảo nông dân của tập đoàn An Nông tổ chức cái con này, là con thấy người ta xài thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Là thứ nhất, với lại nói về rầy á, họ có một cái hỗn hợp gồm ba hoạt chất rất là hay, đó là nitemiram nè, dibenzuron nè, với lại dimethoxin. Khi mà ba cái hoạt chất đó mà kết hợp lại là nó vừa tiêu diệt con rầy, nó vừa ung luôn cái trứng rầy. Biết luôn, trời ơi. Trời, mày hay quá em. Luôn á, thiệt, cái gì cũng biết hết luôn đó. Chính xác luôn nha, mấy hoạt chất đó đúng không? Ừ. Siêu chết đúng không? Trời hay ơi. Quá ha. Nó nói đúng đó cô hai, nó hay thiệt. Đúng không? Đúng không? Trời, nó hay thiệt. Chính xác. Nó hay thiệt, con đêm về cái này nó hay thiệt. Ừ ha. Thuốc này hay dữ hen, thuốc này thấy trên tivi hoài, dạ. Đúng không? Dạ, đúng cái rồi. Ruộng của bà Năm kế bên đó, hợp tác xã Hạ Châu đó, dạ. Xài thuốc này không? Đó. Không, cái này mày hay thiệt, tao có đem về, đúng, mày nói đúng thiệt. Nè, nhưng mà coi á, mua đúng nhà cung cấp đó nha, đừng có giống như Sofit An Nông lần trước tôi kêu mua của công ty An Nông, không mua, đi mua chỗ khác. Mày im, cái lần trước là do Thanh, không phải cho con. Trời ơi, sai, chịu sai, đổ thừa người khác, đổ thừa người vắng mặt không có tốt nha. Bởi vậy mày biết rõ của hai nè. Cái vụ này con biết nè. Biết gì nữa? Biết ở đâu cung cấp không? Ở đâu? Tập đoàn An Nông. Thì đúng rồi. Trời ơi. Giờ tập đoàn An Nông mày nói hay quá, tập đoàn An Nông. Tập đoàn An Nông mày nói thử coi tập đoàn An Nông có gì? Có gì mà phải bắt buộc phải mua tập đoàn An Nông? Trời ơi, dễ ẹt à. Uy tín nè. Chất lượng nè. Hiệu quả nè. Giá cả cạnh tranh nè. Bà con nông dân thân mến, chúng ta vừa thưởng thức tiểu phẩm do các nghệ sĩ nhóm Tình Ca Bắc Sơn thể hiện, có thể nói là một tiểu phẩm rất hài hước chí dởm mà cũng mang đến cho bà con nông dân rất nhiều thông tin hữu ích về kỹ thuật canh tác cũng như đặc biệt là phương pháp trị rầy như thế nào là hiệu quả nhất, đúng không ạ? Và liên quan đến rầy nâu thì thưa chị Bích Thủy, bà con nông dân trong thực tế thì vẫn chưa có cái thông tin đầy đủ về việc là phối hợp hai loại thuốc để phun trị rầy nâu theo hướng là nâng cao hiệu quả, và cụ thể là bà con còn phân vân là việc là phối hợp hai loại thuốc á, thì nó có phun trừ hiệu quả hay không, khi mà hai cái thuốc đó nó có hoạt chất khác nhau, và đặc biệt hơn nữa là cái cách phối hợp pha cái nồng độ thuốc như thế nào là đúng nhất ạ. Xin chị Bích Thủy có thể chia sẻ cụ thể cho bà con nông dân. Cảm ơn Thúy Liễu. Bây giờ Bích Thủy có một ý kiến về cái vấn đề này như sau. Đối với thuốc rầy á, đối với việc mà trị rầy á, đầu tiên là chúng ta phải là thăm ruộng và quan sát thật kỹ. Ở ruộng mình hiện nay thì rầy nó hiện diện ở cái lứa tuổi nào, rầy lớn, rầy nhỏ, rầy cám, trứng rầy vân vân. Thì cũng như là cái bộ thuốc của công ty á, thì cũng có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất á, là diệt rầy mà cái dạng đơn chất thôi. Diệt rầy cám từ tuổi 1 đến tuổi 3, đó là cái Alpha Gia với cái gốc hoạt chất là thiamethoxam, hoặc là cái Black với hoạt chất là bimetrozin đó, hoặc là cái chết 555 á, thì là hoạt chất là nitemiram. Còn cái loại thứ hai á, là cái loại mà chống lột xác á, đó là áp lao, An Nông áp lao, nó gốc nó là buroferin. Và thường á, thì là đơn chất đó chúng ta xịt tùy theo cái tình hình rầy của rầy ở tại ruộng thì cũng sẽ chết, rầy cũng sẽ diệt được rầy. Tuy nhiên là để tránh cái trường hợp bà con mình phối trộn các thuốc mà không đủ cái liều, hoặc là quá liều, hoặc là khi pha chế không đúng, thì công ty có đưa ra những cái hỗn hợp mà có thể là vừa diệt được rầy mà vừa ung được trứng đó. Thì là cái siêu chế thì hiện nay bà con chúng ta đang sử dụng rất là tốt, thì nó gồm ba gốc, đó là nitemiram đóng vai trò chủ đạo ha. Rồi mibetrozin thì cũng là một chất diệt rầy, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự có mặt của diclobenzuron, là cái chất khống chế được cái việc xử lý được trứng rầy của cái giai đoạn thứ hai.
Rồi giống như là một cái hoạt chất nữa đó là cái hợp hỗn hợp nữa đó là super gram hoặc là cái wood chép, thì tất cả nó cũng sẽ trên cái nền tảng nitemiram việc này là chính. Tuy nhiên nó sẽ cộng thêm, ví dụ như là cái wood chép, cái gold chép thì nó cộng thêm cái buroferin hoặc là cái lambda cyclothin á, thì sẽ giúp là cộng hưởng để diệt rầy tốt hơn. Vì vậy mà bà con chúng ta không nên tự mua từng loại để cộng lại với nhau, thì có sợ là bà con sẽ không có đúng cái liều lượng, nó sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng đầu tiên là bà con sẽ tốn tiền, nếu chúng ta mua không đúng mà sử dụng không đúng nữa thì là sẽ vừa tốn tiền vừa bị hư lúa. Bà con nên hướng dẫn, bà con nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi là mình sử dụng thuốc rầy. Và nếu như còn cái gì thắc mắc đó, thì bà con có thể theo dõi cái chương trình để đưa ra câu hỏi. Thì Bích Thủy và thầy Chiến sẽ hướng dẫn bà con cụ thể hơn, hoặc là chúng ta có thể nhắn tin vào số điện thoại 0934779900 hoặc comment dưới cái Facebook Bích Thủy đang live stream chương trình này để chúng ta có được những câu trả lời chính xác với tình trạng mà rầy nâu ở cái đồng ruộng của mình. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy với những thông tin vừa rồi để giúp cho bà con biết được cách diệt trừ rầy nâu qua từng giai đoạn. Bà con nông dân thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nghe Nông với chủ đề là phòng trừ rầy nâu và sâu đục thân gây hại trên lúa. Ngay bây giờ bà con nông dân có những thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì hãy alo về cho chương trình để được hai vị diễn giả trả lời trực tiếp nhé. Và cũng thông qua số điện thoại là 02723833833, chúng tôi đã nhận được tín hiệu giao lưu của một vị khán giả đầu tiên. Vị khán giả này ở Đồng Tháp. Ngay bây giờ thì xin mời vị khán giả này hãy nêu câu hỏi ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Tôi tên là Lê Văn Phước ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0342930357. Đối với chương trình, tôi có ba ý hỏi như sau. Ý thứ nhất là cho tôi hỏi tại sao mà cái giai đoạn đồng cẩu là dễ bị sâu bệnh tấn công hơn các giai đoạn khác. Tại sao giai đoạn đồng cẩu mà lại gọi là giai đoạn cực trọng của cây lúa? Cái giai đoạn đồng cẩu nếu mà tôi áp dụng bón phân cân đối, bổ sung kali, canxi và silic, thì giai đoạn đồng cẩu nó có giúp lúa mà chỗ thoát nhanh và hạn chế lượng lớp hạt không? Cái thứ hai nữa là cái bệnh mà dằn lá chín sớm, tại sao mà nó giai đoạn nhỏ nó không có, tại sao từ khi mà giai đoạn lúa từ công trái me đến trở về sau mà cái bệnh hiện tượng bệnh dằn lá chín sớm lại nó xuất hiện lại nhiều? Ý nữa là ý cuối cùng bây giờ cho tôi hỏi tới mấy cái nguyên nhân mà cái bệnh lên lớp hạt á, tại sao mà cái vụ thu đông lại nó bệnh lại nhiều hơn cái vụ đông xuân, tại sao lúa chỗ thoát nhanh là ít bị lên lớp hơn lúa chỗ chậm? Mà tôi sử dụng cái anh nông viên và cộng siêu việt á, siêu việt thì dây dư phẩm, còn anh nông viên thì chỉ lên lớp hạt. Nếu tôi cộng hai loại bệnh, hai loại thuốc thì với nhau thì có hạn chế được bệnh lớp hạt không, thì giúp lúa chỗ thoát nhanh và giúp lúa vàng sáng chắc hạt đăng ký không? Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn anh Lê Văn Phước ở tỉnh Đồng Tháp đã liên lạc về cho chương trình. Anh hỏi rất nhiều vấn đề không ạ? Trước hết là xin mời thầy Chiến trả lời cho anh ạ. Dạ, cảm ơn anh Phước. Kính thưa bà con nông dân, anh Phước hỏi quá nhiều cái vấn đề, thành ra tôi cũng chỉ tóm gọn lại thôi. Một là anh hỏi về cái giai đoạn từ đồng tới trổ sao mà sâu bệnh lại nhiều. Thì anh biết là cái thời gian từ cái lúc mà lúa nó cúi đẻ nhánh khoảng 40 ngày, tức là cái đẻ chồi tối đa đó, thì sau đó nó vào đồng thì các cái lá của nó là nó cố định, nó không còn thay lá nữa. Thành ra lúc này là sâu nó cắn cái lá chúng ta thấy. Còn cái lúc mà đẻ nhánh là nó thay lá liên tục 7-8 ngày gì đó thì nó thay một lá. 7-8 ngày nó cho cái chồi mới, thành ra chúng ta thấy nó thay đổi liên tục. Còn cái lúc từ đồng trở về sau là nó cố định. Thành ra một cái chồi chết chúng ta thấy, một cái lá hư chúng ta thấy. Thành ra mình cứ nghĩ là cái giai đoạn này là sâu bệnh nhiều, chứ thực tế ra nó không nhiều bằng cái giai đoạn đẻ nhánh. Đẻ nhánh là nó nhiều phân, cái dinh dưỡng nó nhiều, sâu bệnh nó nhiều hơn. Thì anh nên chú ý cái đó. Còn hỏi tại sao là nói cái giai đoạn này cực trọng, thì theo tôi là mình thấy là tại vì từ đồng cho tới trổ là cái lúc này bà con mình chú ý nhiều lắm. Thấy đồng muốn to rồi nhiều chồi rồi hột nhiều này kia vân vân. Nhưng thực tế ra mình không có lo cái giai đoạn đẻ nhánh hoặc là cây mạ mà nó yếu. Thì đẻ nhánh nó không tốt, mà đẻ nhánh là phải chồi vô hiệu ít, cái chồi hữu hiệu nó nhiều. Thành ra theo tôi là giai đoạn nào cây lúa nó cũng rất là cực trọng hết. Chứ mình đừng có chú ý cái giai đoạn đồng trổ không. Còn anh hỏi về trổ nhanh với trổ chậm thì tùy theo cái giống,
rồi tùy theo cái kiểu phân bón của người nông dân đi nữa, tức là phân nhiều phân ít, xạ thưa xạ dày. Thường thường mà nếu mà chúng ta xạ dày quá đó, thì cái lúa không đủ phân, dường như lúc nào cũng thiếu yếu phân, thì nó lại trổ chậm hơn cái xạ thưa. Cái xạ thưa nó trổ nhanh hơn. Rồi cái nữa là về thời tiết, ví dụ như cái nhiệt độ lạnh thì nó trổ chậm, rồi cái nhiệt độ mà hơi nóng chút xíu thì nó trổ nhanh, rồi khô hạn thì lại là chậm, vân vân. Nó thành ra chúng ta thấy là cái do cái giống là một, cái điều kiện thời tiết, rồi cái điều kiện bà con mình bón phân. Còn anh nói bây giờ muốn trổ nhanh thì anh biết là cái trổ nhanh là sao không? Như tôi nói, tức là bây giờ nó cũng theo cái điều kiện đó rồi. Bây giờ muốn trổ nhanh mình tác động, thí dụ như giờ mình tác động cái gì đó để cho trổ nhanh, nhưng mà trong cái vụ đông xuân thì trổ nhanh là tốt. Tuy nhiên trong cái vụ hè thu với cái thu đông, mình chú ý cái là trổ nhanh mà trúng cái ngày mưa. Thí dụ như tập trung trổ trong vòng có 5 tới 7 ngày thôi, mà những ngày đó ngày mưa là mình sẽ thất thu nặng. Còn nếu nó trổ 10 ngày thì mình còn lại 5 ngày nó không có mưa. Thành ra cái nhanh chậm tôi nghĩ là hên xui. Trong cái đông xuân thì nhanh là tốt, còn cái hè thu với thu đông là nhiều khi là nó trổ chậm, coi chừng mình cũng hên hơn. Còn cái vấn đề vàng lá chín sớm thì anh biết không phải là nó tập trung ở cái giai đoạn trổ gì sao đâu. Cái vàng lá chín sớm, bởi vì mình mới gọi là cái vàng lá chín sớm, tức là nó tấn công rất sớm. Và khi cái lúa nó trổ ra, cái bông nó chưa kịp cong, trái me nó còn xanh và cái lá nó vàng hết rồi. Thì cái lúc này mình mới gọi là vàng lá chín sớm, tức là cái bông nó còn xanh nhưng mà cả cánh đồng mình thấy nó vàng hết, nó giống như chín rồi nhưng mà thực tế nó không có chín. Còn anh thấy mà nó ở sau, tức là khi mà lúa trổ đó, là tôi nghĩ nó không ảnh hưởng tới năng suất. Cái lúc này nó khỏe rồi, thành mình sợ là sợ giai đoạn đầu để mình phòng trị cho nó kịp thời. Dạ xin cảm ơn anh Phước. Cảm ơn thầy Chiến. Còn về lem lép hạt thì chị Bích Thủy có bổ sung gì thêm không ạ? Thì về cái lem lép hạt thì Bích Thủy nghĩ rằng là rất là nhiều chương trình thì Bích Thủy và anh Hồ Chiến cũng đã hướng dẫn bà con về cái việc chúng ta phải xịt phòng lem lép hạt. Mặc dù về lem lép hạt nó có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên là mình đang hướng dẫn cái việc mà sử dụng thuốc để mà phun xịt cho cái bệnh lem lép hạt do nấm gây ra. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải phun xịt ở hai lần. Lúc mà lúa trổ lác đác và cũng như là lúc lúa trổ đều thì khoảng từ 7 đến 10 ngày chúng ta sẽ phun một lần. Thì vụ đông xuân này năng suất là cao nên Bích Thủy khuyên là sử dụng cả hai loại. Và chúng ta phải nhớ rằng là có thể là do nấm để gây bệnh lem lép hạt, và cũng có thể là có vi khuẩn để gây trái trị lá. Do đó chúng ta sau khi phối hợp Anovin cộng với Siêu Việt thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm cái siêu khuẩn vào để mà xử lý được cả các cái dịch hại trong giai đoạn này. Còn cái liều lượng sử dụng cái Siêu Việt cộng với Anovin thì cách dùng chúng ta sẽ dùng 10 gram Siêu Việt. Ở đây là công ty có cái loại chai nước hoặc là cái loại gói 10 gram luôn. Và cộng với lại Anovin 100 SC mà là 25 mi. Thì chúng ta pha chung với nhau để phun xịt cứ 2 bình cho một công đất. Hồi nãy thì cũng có Bích Thủy thấy cũng có là anh hỏi về cái vấn đề trổ thoát mà anh Chiến có lưu ý đó. Thì tùy theo thời tiết chúng ta sẽ dự đoán thời tiết hoặc theo dõi chương trình thời tiết để biết. Mà nếu mà muốn phun mà cho nó trổ thoát ra nhanh đó, thì công ty cũng có cái loại GA3 đó, thì chúng ta có thể là phun. Nhưng mà lưu ý là anh Chiến vừa khuyến cáo nha, có lúc tốt trổ thoát tốt đúng không anh, trổ thoát càng sớm càng tốt, có lúc là không tốt, do đó là nó còn ảnh hưởng cái thời tiết nữa. Nên anh lưu ý điều đó, tại vì Bích Thủy thấy là bà con mình sử dụng cái G3 là kích thích cái đó nó rất là không có biết theo cái nguyên tắc đó. Làm đôi khi là có một lần kia Bích Thủy kể câu chuyện này để bà con chúng ta cũng lưu ý nha, là cái lúa đó muốn cái lúa nó dài lóng, anh em không hiểu tại sao lại muốn xịt cho cái lúa nó dài lắm, có thể là cho nó phát triển nhanh á, mà xịt quá liều cây lúa nó cao lên 2,5 mét, nó đâu có ra bông đâu. Mà lúc đó là công ty xuống khảo sát thì rõ ràng là các bạn đã lạm dụng cái thuốc sinh trưởng đó và làm gây đến cái tình trạng là coi như cái trà lúa đó là hư hết luôn. Nên bà con phải lưu ý đọc kỹ hướng dẫn, đó là một trong những chương trình mà công ty đang phối hợp với thầy Chiến để mà hướng dẫn bà con kỹ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn. Đúng theo hướng dẫn và rất là quan trọng, xịt đúng giai đoạn thì hiệu quả cũng rất là cao. Và đặc biệt là chương trình Chuyện Nhân của chúng ta thì đồng hành cùng với bà con trong từng giai đoạn phát triển cây lúa, cho nên bà con cũng yên tâm đúng không ạ? Cái kích thích thì liệu muốn bổ sung thêm cái kích thích đó bà con rất cẩn thận, tại vì mình gọi là điều hòa sinh trưởng thì nó có hai cái
Tức là một là cái gì ức chế sinh trưởng, cái trong cái nhóm điều hòa sinh trưởng. Cái thứ hai là nó gọi là kích thích, mà bà con mình thường thường á, sai mình không có chú ý cái này, nhiều khi kích thích quá nó trở thành ức chế. Nhưng còn có những cái là cái kích thích mà nó hơi lố mức độ vừa phải đó. Thì thí dụ như tôi nói là như cái bông, bà con muốn trổ cho nó nhanh, nó có 50 hạt hoặc là 60 hạt thì nó vừa nhóng lên là được, mà bà con kích thích quá là sao, nó cao nhiều lên, lúc đó thì bà con kiện công ty bắt bồi thường, tại vì nó thấy nó xấu quắc à. Của người ta cả 100-200 hạt đó, thì nó nhóng lên thì nó coi còn đẹp một chút, mình có 50 hạt mà cái bông nó cao quá, thành ra nhìn thấy mình tưởng là nó thất mùa, chứ thực tế là nó cũng 50 hạt, 60 hạt chứ không có mắc. Cái đó nó rất là xấu và mình cẩn thận cái chỗ này. Nhìn không được đẹp lắm ha. Và liên tục chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của vị khán giả ở Tân Trụ. Ngay bây giờ thì xin mời vị khán giả đưa câu hỏi ạ. Dạ, tôi tên là Trần Thị Ánh ở Tân Trụ Long An. Số điện thoại là 083-461-3896. Dạ, đến với chương trình hôm nay tôi có một câu hỏi qua 6 câu thơ như sau. Dạ, xin phép được đọc ạ. Cây lúa giai đoạn làm đồng, bồi bổ thuốc gì để đồng được to. Đến khi lúa đã trổ đều, lại lo lem lét đốm vàng nửa cơ. Thần dược của An Nông ơi, giúp tôi để có vụ mùa bội thu. Dạ xin hết, dạ kính chào ạ. Cảm ơn chị Ánh ạ. Có thể nói mỗi lần chị Ánh đến chương trình chúng ta là có một cái niềm vui cho chương trình đúng không ạ? Dạ. Và kỳ này sẽ là một bài thơ gồm 6 câu nói lên vấn đề về lo lắng đồng to, cũng như là khi mà trổ thì có hai bệnh là lem lép hạt đốm vàng. Không biết chị Bích Thủy có đối ẩm gì lại với chị Ánh không ạ? Thì thường là chị Ánh làm thơ là anh Chiến đối ẩm, mà đài thì chỉ định chị trả lời, chị thì biết hát hò lý với hò thôi, nhưng mà anh Chiến nói thôi thì bây giờ anh có mấy cái ý này em coi, em gửi tới chị Ánh. Đây là Bích Thủy thay lời muốn nói của anh Chiến. Dạ. Xin gửi đến chị là cây lúa giai đoạn làm đồng, cứng cây tiếp sức là xong lúc này. Lúa trổ hạt chắc đông đầy, cứ thêm siêu việt lúa đầy bồ luôn. Đốm vàng xuất hiện chớ buồn, Vatino tấp tới thì buông tay liền. Chúc cho chị Ánh hữu duyên, vụ nào cũng trúng, nhiều tiền xài nhen. Thì là cái bài thơ này là ý của anh Chiến đó nha. Đổi thừa. Thôi, quan trọng câu cuối mà nhiều tiền xài nhen là chắc là chị Ánh hài lòng rồi hả chị? Dạ, vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một vị khán giả ở Tiền Giang. Xin mời phần kết nối cho chúng tôi gặp lại chị khán giả này ạ. Tôi tên là Võ Văn Sơn ở Tiền Giang. Số điện thoại là 0383-744-272. Xin giao lưu với chương trình qua những câu hỏi như sau. Câu thứ nhất là hỏi vì sao rầy nâu tập trung nhiều ở giai đoạn lúa trổ. Ý thứ hai là khi có rầy nâu xuất hiện nhiều, phun với công nghệ drone, tức là phun máy bay đó, có hiệu quả hay không. Ý thứ ba là mấy năm gần đây sâu đục thân lại xuất hiện nhiều trên lúa ở giai đoạn 30 đến 35 ngày. Công ty An Nông có cái loại thuốc nào để phun trị cái sâu đục thân hiệu quả hay không? Dạ xin hết, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Võ Văn Sơn ở Tiền Giang. Với câu hỏi này thì chắc trước hết mời thầy Chiến. Dạ anh Sơn thân mến, thì chúng ta biết cái con rầy nâu rồi, tức là khi mà có lúa là có rầy thôi. Nhưng mà mình né rầy là sao? Là để cho mình tránh được cái bệnh dặn lùng lùng xoắn lá ở giai đoạn cây mạ non. Tại vì cái lúc mà con rầy nó tới nó mang mầm bệnh mà cây mạ non nữa, thì nó xuất hiện bệnh nó nặng hơn cây lúa già. Cây lúa nó cứng cáp khoảng một tháng tuổi gì nó chống chịu cái bệnh rất tốt. Nó là vấn đề con rầy nâu thì tôi cũng xin nhắc lại, thế là thường thường là nó tới ruộng mình trước. Chứ cây, anh đừng có nghĩ là cái con rầy là nó sẽ đáp xuống ruộng cái lúc lúa trổ. Tụi tôi làm thí nghiệm là cây lúa 40 ngày và cây lúa 15 ngày. Hai cái trà lúa nó kế bên. Khi con rầy nâu di trú tới thì nó không xuống cái 40 ngày mà nó xuống 15 ngày. Tại vì nó biết cái chỗ đó là cái con nó dễ sống hơn, cái dòng đời nó còn hoàn tất. Chứ nếu mà xuống cái ruộng lúa già là sao? Nó sẽ không có ăn kịp mà chúng ta thu hoạch rồi.
Nó do vậy anh nói là nó ở cái giai đoạn sau là tôi nghĩ là cái con rầy nâu tại chỗ nó xuống ruộng mà anh chưa phát hiện, ngày sau này nó bung lên. Thì cái lúc đó là chúng ta nên chú ý trước khi lúa trổ. Còn cái phun rầy bằng cái ron thì cái này cũng chuyển trình báo với anh, đó là cục có cái chỉ đạo, tức là để làm cái thí nghiệm dùng cái ron để coi cái loại thuốc nào và phun cách nào, đối tượng nào. Ví dụ con sâu cuốn lá nhỏ, cái bệnh đậu ôn, rồi con rầy thì phun cách nào và pha cái nồng độ cỡ nào thì để cho nó hiệu quả, thì cái này chưa có trả lời cho anh được, tại vì chưa có cái kết quả từ cái thí nghiệm để mà thông báo đến bà con. Còn cái con sâu đục thân thì anh nói là có 35-40 ngày, thì thường thường sâu đục thân nó xuất hiện là nó tấn công hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn là lúa đẻ nhánh, tức là khoảng từ 20-25 ngày, nó gây ra cái hiện tượng mình gọi là chết đọt. Còn ngoài Bắc gọi là tâm tuyệt, tức là nó chết ở chính giữa đó. Thì đó là một cái giai đoạn nữa, tức là trước cái đồng đồng. Thì khi nó tấn công vô là cái bông trổ ra nó trắng luôn, mình gọi là cái bông bạc. Cái bông nó không có bị bệnh, nó sạch bon luôn, nó rất trắng và nó lép hết trơn luôn. Nó thành ra vấn đề bà con mình nó sẽ làm cái chỗ sâu đục thân mà sao? Khi thấy cái chết đọt, bà con mới tiến hành phun. Và tôi nói là nếu mà phun cái thuốc tốt nhất là đạt hơn 90% này, bà con xuống ruộng dở ra vẫn còn sâu sống. Bà con phun đi phun lại 3-4 lần, thành ra nó tốn tiền dữ lắm. Rồi ngay cả cái bông bạc cũng vậy, khi thấy cái bông bạc thì chúng ta mới tấn công con sâu, thì để làm cái gì? Để giết con sâu thôi. Còn cái bông bạc hoặc là cái chồi chết hồi nãy thôi, vẫn còn không cứu được. Thành ra chúng ta khuyên là nên đi kiểm tra ngoài ruộng cho nó sớm, và thấy cái ổ trứng thì mang về mình bỏ trong cái ly. Cái này tôi cũng hướng dẫn bà con hoài. Rồi cái lấy ông gòn bỏ vô để cho ta tạo cái ẩm độ, lấy cái giải mục bịch lại, sáng ngày mình uống trà uống cà phê nhìn vô. Nếu nó nở ra mà nó giống như con bồ mát đen đen, đó là ong ký sinh trứng, thì khỏi lo. Còn nếu nó nở ra mà toàn bộ giống như con dòi đó, thì cái lúc đó là cái ấu trùng thủ một. Mình coi kỹ lại rồi bữa sau là mình đi mua thuốc mình phun. Thì con sâu ở thủ một nó còn nằm ngoài, mình dễ phun lắm và hiệu quả cao, cái chồi chưa bị hư. Thì cái này xin báo với anh Sơn như thế, và cảm ơn anh Sơn nhiều. Cảm ơn chị. Chị Bích Thủy có bổ sung gì cho anh Sơn không ạ? Dạ thưa anh Sơn, trong cái câu hỏi của anh thì anh có nói về vấn đề rầy đó, thì Bích Thủy cũng đã nói ở cái câu trả lời trước rồi. Nhưng mà Thủy xin nhắc lại vì đây cũng là một cái câu mà cần phải ghi nhớ để có khả năng sẽ được nhận một món quà. Kính thưa bà con, thì cái thuốc rầy thì công ty cũng chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là để diệt rầy từ tuổi 1 đến tuổi 3 mà đơn chất, thì công ty có cái sản phẩm là Alphaza với cái gốc là Thiamethoxam, hoặc là cái Blet với cái gốc là Bimetrozine, và Chét 3 số 5 gốc là Nitemiram là để diệt rầy thôi. Còn nếu như mà để mà chúng ta có thể là diệt cái hệ thứ hai là ung trứng đó, đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái ăn nông áp lao với cái gốc là Buroterim. Tuy nhiên là cái hỗn hợp thì vẫn được bà con tin dùng nhất hiện nay, vì nó có thể diệt rầy tuổi 1, tuổi 3 và diệt luôn cả thế hệ thứ hai, đó là ung trứng. Thì chúng ta thấy có siêu chét, gút chét và superram thì vẫn trên nền tảng diệt rầy chính là Nitemiram cộng thêm với diclobenzuron hoặc là cộng thêm với buzoferin để diệt thế hệ thứ hai. Còn riêng về cái sâu đục thân á, thì như anh Chiến đã hướng dẫn chúng ta làm một cái thí nghiệm nhỏ để chúng ta xử lý cho đúng. Thì ở cái tuổi 1, tuổi 3 của con sâu đục thân mà nó chưa chui vô trong cái lá đó, thì chúng ta xử lý cũng rất là dễ. Chúng ta có thể xử lý bằng thuốc gốc cúc tổng hợp cũng được. Thì chúng ta xịt lúc đó là nó tiếp xúc với con sâu thì nó sẽ chết rất là dễ dàng. Tuy nhiên cũng có thuốc đặc trị sâu đục thân trước đây mà thông dụng nhất á, là cái gốc fipronil, nhưng mà hiện nay thì cái gốc này đã cấm rồi. Cũng may mắn là chúng ta còn một cái gốc nữa, nó cũng có cái tính lưu dẫn á, đó là cái Catap, mà tên của công tên sản phẩm của công ty là Ba Đăng Nông, với cái dạng rải dưới gốc hoặc là phun xịt. Thì chúc bà con chúng ta phải theo dõi đồng ruộng thật là sát sao để có được những cái giai đoạn chính phun xịt đúng lúc và đúng thuốc, đó là điều rất là quan trọng ạ. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy ạ. Cảm ơn dân hãy lưu ý những phần trả lời của chị Bích Thủy nha. Biết đâu đó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi cuối đó bà con. Và ngay bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật hãy kết nối cho chúng tôi gặp gỡ một vị khán giả nữa ạ. Tôi tên Nguyễn Thanh Long, số điện thoại của tôi là 0984 727 997, địa chỉ của tôi là huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cho tôi hỏi với các nhà học như sau.
Vì sao á, vài năm trở lại đây á, tình hình á, sau bệnh dịch hại á, nó tấn công nó nhiều. Có phải á, mà do cái thời tiết mình á, hiện nay nó biến đổi khí hậu, nắng mưa không đồng đều, hay là do bà con nông dân mình á, canh tác liên vụ á, làm cho mặt số sâu bệnh nó tăng cao. Vậy á, bà con nông dân mình á, canh tác giãn cách ra hai vụ lúa, một vụ màu. Như vậy á, nó có hạn chế sâu bệnh, dịch hại và tấn công hay không? Ý sau cùng á, là cho tôi hỏi á, vì sao á, cái vụ nào bà con nông dân mình á, cũng việc cỏ dại, bỏ vụ việc ưu vàng hết. Nhưng mà cái vụ nào cũng có. Có phải là do bà con mình á, chỉ mình việc cái dưới ruộng mình á, nó sạch rồi chỗ khác mình việc không sạch đó, làm nó lây lan lại. Vậy bà con nông dân mình làm như thế nào á, để bảo vệ cái lúa trong điều kiện bất lợi và cái bảo vệ cỏ dại, ốc bưu vàng á. Và công ty mình có những loại thuốc như siêu ốc hoặc là cái gen ra đó, rồi những cái siêu cỏ rồi đó, như vậy mình có quản lý được cỏ dại tốt hơn hay không? Dạ xin hết ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Long đã liên lạc kỳ cho chương trình. Anh hỏi cũng rất nhiều vấn đề nhưng mà thời lượng cũng không cho phép, cho nên là có thể là thầy Chiến và chị Bích Thủy chia sẻ ngắn gọn cùng anh thôi ạ. Dạ, anh Long thân mến, thì đúng là cái sâu bệnh thì bà con mình biết là có lúa có sâu bệnh. Thành ra bà con mình phải xử lý cách nào đó để cho mình hạn chế những cái đối tượng gọi là nó chủ yếu thôi. Còn mấy cái đối tượng khác thì đừng chú ý. Tại vì mình ra ruộng là lúc nào cũng có sâu bệnh nhiều hết trơn. Anh nói là bây giờ hai lúa một màu có đỡ hơn không? Chắc chắn là nó đỡ. Còn cái cỏ dại với ốc bưu vàng đó, thì anh biết là cỏ dại là nó đi bằng nhiều cách, nhiều đường nó lây lan. Và cái ốc bưu vàng cũng tương tự như thế. Thành ra đối với cái cỏ dại và ốc bưu vàng đó, thì mình phải là làm cái tổng hợp, tức là ngăn cản các cái cách nó lây lan. Rồi sau đó cuối cùng nhất là gì? Mình sử dụng thuốc. Dạ xin cảm ơn anh Lo. Khi mà sử dụng thuốc thì Bích Thủy nghĩ ra là đối với ốc bưu vàng á, thì chúng ta có hai loại. Một loại là bột vàng, tức là cái benrai đó, nó gốc là nicrosamide, thì cái loại này chúng ta sử dụng nó diệt ốc bưu vàng rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta lưu ý đây là một cái loại thuốc mà nó có độc với cá nha. Rồi cái mà chúng ta sử dụng hiện nay, Bích Thủy thấy là bà con nông dân tin dùng và doanh số công ty rất là cao về cái sản phẩm này, đó chính là trị ốc với gốc là metadihic, thì 5kg cho 1 hecta. Bích Thủy nghĩ là cái đây là cái loại thuốc mà nó tiện dụng, bởi vì là chúng ta có thể lúc làm đất là chúng ta sẽ rảnh và thả cái bã mồi diệt ốc này xuống, thì ốc nó tụ lại nó ăn, thì chúng ta cũng đỡ công. Thứ hai nữa là chúng ta trộn với lại hạt giống để mà chúng ta rải khi chúng ta xạ đó, hoặc là chúng ta bón phân đợt một. Thì đây là một cái loại thuốc mà Bích Thủy thấy là đỡ tốn công phun xịt. Rồi còn nếu về thuốc trừ cỏ thì chúng ta thấy có hai loại. Thứ nhất là tiền nảy mầm. Tiền nảy mầm thì Bích Thủy hướng dẫn quý vị xài là cái Sofix An Nông, là một cái loại thuốc mà công ty An Nông đã có trên thị trường 20 mấy năm nay, vẫn được bà con sử dụng và tin dùng. Còn tiếp theo có thể là sử dụng cái sản phẩm hầu nảy mầm á. Hầu nảy mầm thì có cái siêu cỏ là 4 hoạt chất cộng lại để diệt tất cả các loại cỏ trong ruộng lúa. Tuy nhiên nói là diệt tất cả các loại cỏ trong ruộng lúa, nhưng chúng ta vẫn phải biết rằng là ở giai đoạn nào và sử dụng như thế nào, thì chúng ta sẽ có chương trình mà riêng về cái cây lúa ở giai đoạn cần sử dụng cỏ. Nếu như bà con chúng ta thấy rằng là riêng đặc biệt ở cái khu mình đang cần cái loại đó, thì chúng ta sẽ nhắn tin về để Bích Thủy hướng dẫn cụ thể hơn. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Bích Thủy ạ. Mua siêu chét là đầy chết như rạ mà không có chịu nghe để cãi tôi không hà. Không phải hai ơi, good chét đầy chết trong nháy mắt tốt hơn đó hai. Good chét chỉ có 2 chất thôi, còn siêu chét 3 chất, ba phải thắng hơn hai rồi. Không phải như vậy, 2 hay 3 chất không có quan trọng, miễn sao cái nitemiran đủ ngưỡng là đầy chất sạch. Hai nổi good chét đó mà thất mùa đó là chính phải đền cho hai nó nha. Mình chính đi siêu chét đầy chết như rạ, good chét đầy chết trong nháy mắt. Sản phẩm trừ gầy của tập đoàn An Nông. Út ơi, mày ngồi đó cười hoài vậy ông? Dạ. Chuyện này á, chúng cái là em cưới lớn luôn đó hai. Dụ gì hấp dẫn nói hay nghe coi. Nếu như mình chỉ sử dụng phòng leo leo hạt An Nông Viên không á, thì chưa đủ để cho lúa trúng mùa đâu. Mình phải kết hợp thêm xịt siêu việt, thì như vậy á, mới vô được hạt lúa nó chắc và to hơn đó hai. Mình dùng An Nông Viên phòng trị lem lép hạt, rồi cái siêu việt để cho cái hạt lúa nó chắc vàng đúng không? Phòng chống lem lép hạt hại lúa, dùng An Nông Viên và siêu việt để hạt lúa vàng sáng chắc.
không xịt phòng đạo ôn, giờ đạo ôn cổ bông đầy rồng chết chắc rồi. Giai đoạn đồng rổ mà bị đạo ôn cổ bông kiểu này là giảm năng suất chắc luôn. Kidini, có sân cua, DC, Phenoxanin, triệt đạo ôn. Phenoxanin vừa khống chế mà vừa điều trị mất bệnh đạo ôn tuyệt hảo hay. Ta nhớ rồi, phòng trị đạo ôn hữu hiệu phải dùng Kidini của tập đoàn An Nông. Kidini có Phenoxanin, hoạt chất mới, không sợ lần cuối. Kidini thuốc phòng trị bệnh đạo ôn cổ bông 3-1 của tập đoàn An Nông. Các nông dân thân mến, thời lượng chương trình không còn, cho anh Thế Liễu xin kết thúc phần giao lưu tại đây. Và bây giờ thì Thế Liễu xin công bố vị khán giả được bình chọn là có câu hỏi hay trong chương trình. Thế Liễu xin chúc mừng anh Võ Văn Sơn ở Tiền Giang có số điện thoại là 0383 744 272. Chúng tôi sẽ liên lạc cho anh và gửi quà cho anh qua đường bưu điện một cách sớm nhất anh nhé. Và câu hỏi ở cuối chương trình mà chị Bích Thủy đặt ra cho bà con nông dân đó chính là: công ty An Nông có 3 nhóm thuốc rầy, nhóm 1 là diệt rầy ở tuổi 1 đến tuổi 3 là nhóm đơn chất, nhóm 2 là nhóm chấm lột xác cũng là nhóm đơn chất, nhóm 3 là nhóm hỗn hợp vừa diệt rầy vừa ung trứng. Bà con hãy cho biết là tên các sản phẩm của 3 nhóm thuốc diệt rầy này. Bà con hãy nhanh tay trả lời về cho chương trình nhé. Câu trả lời nhanh và chính xác nhất thì sẽ nhận được một chiếc áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông. Câu trả lời tham gia chương trình thì bà con hãy vui lòng gửi về địa chỉ email là annongbichthuy@gmail.com, chuyện nhà nông là a34@gmail.com hoặc gọi vào số điện thoại là 02723 835 900. Nếu như gửi thư để tham gia trả lời câu hỏi thì bà con hãy gửi thư về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chúng tôi sẽ chọn ra khán giả trúng thưởng và gửi quà cho bà con theo đường bưu điện. Cần thêm thông tin liên quan đến mùa vụ dịch hại, các sản phẩm của tập đoàn An Nông thì quý vị và bà con nông dân hãy vui lòng nhắn tin vào số điện thoại 0903 003 311. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bà con, nhưng lưu ý là chúng tôi chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Bà con hãy nhắn tin thôi nhé. Ngoài ra thì bà con cũng có thể truy cập vào website annong.vn.com hoặc Facebook Bích Thủy An Nông. Tại đây, các câu hỏi chưa được trả lời trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải và trả lời cho bà con nông dân. Còn bây giờ thì chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông xin được kết thúc. Cảm ơn Thị Chiến và chị Bích Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm đón xem cũng như là đặt câu hỏi trong chương trình. Trân trọng cảm ơn tập đoàn An Nông đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút thứ tư ngày 17 tháng 11 trên sóng LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hẹn gặp lại quý vị và con nông dân trong chương trình Chuyện Nhà Nông lần sau, phát sóng vào lúc 9 giờ chủ nhật ngày 28 tháng 11 với chủ đề là phòng trừ bệnh đậu ôn và trái bì lá trên lúa. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông lần sau sẽ được trực tiếp vào lúc 9 giờ chủ nhật ngày 28 tháng 11 với chủ đề phòng trừ bệnh đậu ôn và trái bì lá trên lúa. Bà con nông dân hãy nhớ đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì một lần nữa, Thí Liễu, Thầy Chiến, chị Bích Thủy cùng toàn thể ekip chương trình mến chào tạm biệt bà con.